tôi đi ăn còn gì nữa à? Tôi nói cho tôi đen là không chịu nữa. Hai ngựa này, hai brain, hai ngựa không đang va rất ngon. Va rất đi, đóng cái cửa đấy. Thank you.
Ngon, có phải đất hai. Chúng chơi ngựa rồi. Ngựa khó chịu ghê. Bay làm gì? High concentration of subjects. Vậy thua sao? Crit hắc ám thì ngon hơn, nhưng mà thôi, có gì ghép nấy đi. Gậy biết đâu có thìa ghép ma pháp sư nhỉ? Lên chat cũng chưa biết cho con gì vào. Thắng nhiều khi bán được hai con này đi. Thôi để hai con này cũng được.
Ui ôi, hiệp lên con này ba sớm quá. Ba sao sớm quá, bắn đau quá. Ba sao sớm bắn đau bỏ mẹ. Ngon này, thú tượng hắc ám. Mẹ chung này, lấy đem máu đi, lấy đồ tăng đi, tính là tính lấy cái găng hắc ám là có vút bậy hắc ám á, nhưng mà thôi lấy đem máu trước đi, lấy đem máu là có đồ tăng luôn, ít nhất là cũng có cái đem máu. Quỷ thư cũng được. Món này hình như không có sát thủ đúng không? Cho dây ra ở đây bếp con Saiyan. Ăn luôn ngon. Nhận. Trời ơi, mực này kìa thốn lắm. Nhờn đi, 7.000 đam đấy, mực 1 đấy. Thì đúng rồi, đánh cái này cần gì Garen. Chứ các bạn không cần Garen, bạn cứ kẹp tăm vô là được. Xài Ivern gấu, xài Garen làm gì? À, gặp chung. Chịu. Cái này chống crit rồi. Ok, thu hai con là đẹp. Giờ bài chung rồi, tí nữa kiếm thêm tăng là được. Mẹ nãy được lấy con ấy là ngon rồi. Nãy bài được lấy con reo là ngon rồi. Đứa nào lấy reo quên rồi, chung lấy à? Mẹ chung lấy reo xong chung bán luôn ạ. Dỗi thế nhỉ. Rồi, giáp máu. Để xem có vút bẫy hắc ám không các bạn. Đeo này.
Để xem có vút 7 hắc ám. Nếu có vút 7 hắc ám thì xài vút 7 hắc ám với lại quỷ thư hoặc là giáp lửa. Cái chết luôn. Được không anh em? Đụng nhẹ cái chết luôn. Không có hút 7 hắc ám. Dao điện thì mình không cần. Thú tượng đi, giáp máu thú tượng đi. Gậy nhiều quá à. Tí là lượng đầy máu làm quỷ thư quá à. Không phải tí kiếm thêm Timo, nuôi Timo cũng được các bạn, nuôi Timo nữa. Chiếu mình luôn mà. Này anh em nhìn nè, giảm giác kháng phép này. Ấy giá. Ủa, bị cái gì choáng vậy? Rai à, hay cái gì choáng vậy? Bị con rai hay cái gì choáng vậy? Vút 7 đấy, đâu phải vút 7 choáng đâu. Ivern. Không thì nuôi thêm con Hammer các bạn ơi. Nuôi thêm con Hammer. Nuôi thêm con Hammer là ngon nhất. Chúng ta nuôi thêm con Hammer. Lên chest, auto lên chest xong nuôi thêm con Hammer Dinger nhá. Ivern xong lên level 9 nuôi thêm Hammer đấy là đẹp. Đồ này Hammer vọc âm này. Hoặc là Hammer Sojin mũ. Đúng rồi, Ivern Hammer gấu đẹp. Quỷ thư hắc ám không? Chắc là không được lấy. Ôi Timo kìa, hai nước mắt mũ Timo kìa. Ngon đấy chứ. À mất rồi. Ừ, nguyên con gấu quỷ thư hắc ám. Gấu quỷ thư hắc ám, yeah. Ngon. Oh shit. Gấu quỷ thư hắc ám. Gấu. Ao. Oh my gấu ao. Cinderella chắc không lên được 3 đâu, bán bớt đi để con Nautilus lại nhá. Tại vì tí mà thí dụ mà bạn cảm giác là chúng nó nhiều giáp quá, có đốt máu rồi, chúng nó nhiều giáp quá thì chúng nó nhiều đam vật lý quá thì cho con đấy vào. Một sao nên chưa giết được các bạn. Một sao nên chưa giết được nhé. Một sao nên chưa đủ đam để giết. Giờ phải mực 2 mới đủ đam để giết. Giờ phải roll mực 2 đi. Mực 2, Zyra 2 các kiểu đi.
rồi lên chat. Ivan 2 Nautilus từ từ đi. Bắt một con để đấy thôi. Mực này. Từ từ nha các bạn. Roll xem reo 2 hay mực 2 trước. Thôi, Neko đi. Thôi, lên chết. Nếu roll á, lên chết. Rôn đỏ phết, rôn hết tiền, bán hết mấy con lặt vặt ở dưới. Phải Neko con mực 2, 30 tiền, 30 mấy tiền của tôi. Cứ đỏ thôi, cứ đỏ thôi. Không cần Garen nhá. Mực đồ này là không có cần Garen, Garun gì nhá. Ồ, ghép ma pháp sư. Thế thì bắt tạm Garen đi từ từ đã. Ghép ma pháp sư này. Nước mắt cho Syndra chọi sớm này. Ghép ma pháp sư này. Cho Garen ma pháp sư tạm đi. Hay là ta rích ta búp máu cho nó phế. Ta rích búp máu cho nó phế. Garen làm đéo ấy. Mua giáp đi, biết đâu tí đánh ba thiết giáp luôn thì sao? Garen không ngon. Lấy búp máu đi cũng được. Ta rích búp máu cho reo. Thôi lên chết đi. Lên chết xài hai gấu cũng được. Hoặc là hai con Ivern 2 cũng được. Thì thích đánh bốn thuật sĩ cũng được. Reo này. Lên chết bỏ con này ra cho thêm hai con thuật sĩ nữa vào cũng được. Thêm Kakma với lại Timo nữa. Đánh bốn thuật sĩ luôn cũng được. Cái này mình không cần xếp các bạn ạ, xếp qua bên kia ăn có Sion không ạ? À? Toàn là ăn có Sion nó lủi vào đầu. Cứ bo góc bên này là được rồi. Thằng nào Diana nhảy vô thì chọi ra. Ngựa này dính đốt máu là chết. Đi. Sĩ này. Biết đâu đánh bốn thuật sĩ Timo. Bốn thuật sĩ Timo. Ui hay. Ui Mordor 3. Mordor 3 bà con ơi, Mordor cái số 3, what the fuck? Cái gì đấy? Bà con, ôm Mordor vô. Cái này là phải ôm các bạn ạ, à. Đang đánh giải phải ôm. Bây giờ có Mordor là phải ôm. Trời ơi, run cái gì đấy? Run cái gì đi ba?
Trời ơi cái quần què gì đây. Mình chả biết lấy cái đồ gì giờ. Quỷ thư thì có rồi. Taric à? Lấy Taric để lên 2 à? Cũng được. Sojin hắc ám thì bị lấy rồi. Thôi mình nghĩ lấy thêm cái thông đạo đi. Chơi được bao nhiêu lâu thì chơi các bạn. Câu được bao nhiêu thời gian thì câu ý. Cho gấu, tại vì đôi khi gấu nó không kịp ulti ấy. Tí lên gấu 2 à? Tí lên gấu 2 tính. Cứ cho gấu đi. Dây chuyền không cần bạn. Taric book là được rồi. Cái dây chuyền bây giờ bị nớp cùi lắm. Mình cứ phải xếp một bên này thôi. Ai chiếu ai làm gì mặc kệ. Khi nào mà mấy con Saiyan chết hết thì mình mới xếp. Mấy con Saiyan chết hết chưa? Rồi, Saiyan chết hết rồi nhá, giờ xếp được rồi đấy. Giờ tha hồ xếp. Mút cái gì đây? Chết ven đó. Đấm hiệp nguyên sàn luôn. Hút máu. I believe in the future of Dragon Kai. Cái gì mà hai giao điện một cái thiên thần đấy? Để mình tính coi. Kill. Thêm một con thiên thần. Chả được gì các bạn. Timo thiên thần hai giao điện à. Timo hai mai giao điện với ma pháp sư à. Mẹ giao điện thì thừa quá các bạn ạ. Vẽ gì bạn, bạn đâu cũng săn hắc ám ra giao điện chả để làm gì cả. Chả để làm cái gì cả. Thôi hai giao điện một ma pháp sư cho con Hammer ulti sớm cũng được. Chả để làm cái gì cả. Thật đấy. Không cần 4 thuật sĩ đâu mà. Đi rồi đấy. Bốn thuật sĩ thì không được xài con này. Nếu mà xài bốn thuật sĩ thì không được xài con đấy. Từ từ. I believe in the future of Dragon Kai. Trong này đi luôn đi. Đi.
Đi luôn. Hỏi lên model 3. Gì? Thấy không? Thấy mực tivi chưa? Đấy, mực cầm cái này cũng săn hắc ám lực lắm. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build đội hình mới thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.